Đó là tôi của những ngày thơ bé, dè dặt, chậm rãi những bước đi đầu tiên. Đó là tôi, đôi chân nhỏ vẫn mạnh dạn tiến bước. Đó là tôi vì tương lai và bản thân, dẫu mệt mỏi cũng chưa hề dừng lại. Chạy không có nghĩa là về đích, mà là trải nghiệm trên từng chặng đường. Chỉ những ai kiên trì mới giành chiến thắng. Tôi là Phạm Đức Anh, quê tôi Hà Nam, Đồng Chiêm, nơi đất mẹ anh hùng. Bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe về hành trình trở thành tân sinh viên trường doanh nhân CL Việt Nam. Này, sắp tới cậu định thi trường gì đấy? Cậu định thi trường gì? Tớ á, tớ định thi kinh tế quốc dân. Tớ nộp vào Bách Khoa đấy. Mình ngoại thương. Học viện ngân hàng. Thương mại à? Ok đấy. Nhưng còn kinh tế quốc dân thì sao nhỉ? Mình nên học ngành gì đây? Có lẽ việc chọn thi, học trường nào của chúng tôi khiến phụ huynh băn khoăn và lo lắng rất nhiều. Bởi vậy, bố mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Thì anh đi học, chuẩn bị học xong hết rồi thì con thì đi thi trường nào? Dạ, thưa bố là con đang mong muốn học ngành quản trị kinh doanh của trường thương mại hoặc trường kinh tế quốc dân. Nhưng mà con đang phân vân không biết chọn trường nào cho phù. Con nghĩ là với thế hệ của Đức Anh bây giờ thì học trường nào bằng cấp không quan trọng, một điều cốt lõi là kinh nghiệm thực tế, có những cái nỗ lực từ bản thân thì môi trường nào em cũng làm được. Thì trường này được đào tạo theo mô hình quân đội đầu tiên và duy nhất của Việt Nam, con thấy rất phù hợp với doanh nghiệp như chúng con đang cần. Những ngày cuối để đăng ký hồ sơ thi tuyển, bố lo cho tôi, suy nghĩ mà sạm đi. Nhiều đêm bố mất ngủ, bố không nói nhưng tôi cảm nhận được. Bố mẹ hy vọng ở tôi, bắt đầu từ việc thi đỗ đại học. Sao giờ này em còn chưa ngủ? Em đang đặt đó, không biết nên chọn trường nào. Theo chị thì đừng nghĩ nhiều quá. Học trường nào cũng vậy, quan trọng sau này em muốn trở thành ai và em làm gì. Mình phải có mục đích của mình. Chị nghĩ em nên đọc quyển sách này, sau đó hãy đưa ra sự lựa chọn của mình. Em cảm ơn chị. Ôi, muốn nghỉ tay uống nước một tí ạ. À, con chuyện dự thi vào trường CL Việt Nam vì ở đây con rèn luyện kỷ luật, phát triển bản thân. Đã tìm được kiểu y chưa? Rồi ạ. Ừ. Nhưng mà nếu thi vào trường đấy thì phải cố gắng học tập cho tốt nhé. Con cảm ơn bố ạ. Thế nào rồi? Tự tin nhá. Vâng, em sẽ cố gắng. Chỉ tiếc là hôm nay bố đi cùng em được. Đừng nghĩ nhiều quá. Bố ốm nên bố không đi thôi. Mọi người luôn hướng về em mà. Với một động lực từ gia đình, tôi đã trải qua hai vòng thi và xác định được chìa khóa thành công của tôi là gì. Đó lắm, chưa có nghe. Có lẽ là khi nhìn thấy kết quả này, bố sẽ khỏi ốm đấy. Không, đây chỉ là sự khởi đầu với em. Em sẽ trở thành niềm tự hào. Không có trường đại học nào đào tạo ra vị nhân hay dạy bạn trở thành con người xuất chúng. Cũng không nhân sự nào đánh giá một con người khi tuổi 18 anh ta lựa chọn đại học. Chỉ có cuộc đời đánh giá và dành cái nhìn ưu ái cho những bạn trẻ dám vượt qua nỗi sợ để đứng lên. Chúc bạn thành công!